Kim Bum tái xuất phim học đường sau thành công của Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly. Hôm nay, nhà sản xuất dự án phim Law School Trường Luật vừa phát hành teaser một số hình ảnh mới của tài tử Kim Mi Hoon Min và Kim Bum. Được biết, phim thuộc thể loại bí ẩn diễn ra trong khuôn viên trường học, kể về câu chuyện của các sinh viên và giáo sư của trường luật hàng đầu Hàn Quốc. Họ đều là những người bị vướng vào một vụ án bất thường. Kim Mi Hoon Min đóng cựu vai thám tử ưu tú và hiện là giáo sư luật hình sự Chang Jong Hoon. Về sức hấp dẫn của nhân vật của mình, Kim Mi Hoon Min chia sẻ: "Anh ấy không chú ý đến người khác và đưa ra những nhận xét gay gắt không chút do dự. Vì vậy, anh được gọi là thầy Giang kinh dị trong trường học. Tuy nhiên, anh ấy chỉ kém trong việc thể hiện bản thân. Tôi cảm thấy anh ấy thật lòng muốn đảm bảo rằng các sinh viên của mình không trở thành những luật sư xấu. Anh ấy có đam mê và trái tim ấm áp." Trong khi Kim Bum đảm nhận vai tân sinh viên Han Jun Ho-wi, đứng đầu lớp học về mặt thành tích, anh gần như hoàn hảo với vẻ ngoài điển trai và nền tảng học vấn đáng kinh ngạc, từng vượt qua các kỳ thi cho cả trường luật và Đại học Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc. Tuy nhiên, Han Jun Ho-wi khác với các sinh viên trường luật cực kỳ chăm chỉ khác, những người chỉ tập trung vào trường học. Kim Bum giải thích, cậu ấy từng bị tổn thương và quan tâm đến những người bạn của mình. Cậu có khả năng lãnh đạo để giúp giải quyết và vượt qua các xung đột khác nhau. Kim Bum nói về ngày đầu tiên quay một cảnh trong bài giảng của Kim Mi Hoon Min. Tất cả các diễn viên đã đến sớm hơn dự định, khoảng 1 tiếng rưỡi để chuẩn bị. Kết quả là, tôi nhớ chúng tôi đã bắt đầu sau khi diễn tập nhiều lần như thể chúng tôi được thực sự đang ở trong lớp. Về điểm nổi bật cá nhân của mình, Kim Bum chia sẻ, với bối cảnh của một trường học nơi mọi người học luật, Law School kể câu chuyện biến đổi về các tình huống khác nhau mà mọi người trải qua và cách họ biến điều đó thành sự phát triển cho bản thân. Cơ sừng làm nghé để vào vai người kém mình 12 tuổi, Kim Bum vẫn được nhiều người khen ngợi vì ngoại hình quá trẻ trung. Tuy nhiên, cũng có một số cư dân mạng không đồng tình vì Kim Bum đã lớn tuổi nhưng còn đi đóng vai sinh viên. Một số cư dân mạng bình luận rằng, anh như vậy là chết em rồi, biết anh hồi tiểu học mà năm nay em sắp 21 rồi mà sao dòng anh còn trẻ hơn em nữa vậy? Cái mặt này không thể già được mà. Ủa, rồi có mình em già đi thôi sao? Khóc, chục năm trước đóng sinh viên, chục năm sau vẫn đóng sinh viên mà còn năm nhất. Anh này trẻ hơn tuổi thật, nhưng mà thấy làm sinh viên năm nhất thì vẫn hơi bị quá tuổi. Anh này hơn 30 nhưng nhìn giống khoảng 25-26 hơn, vẫn có phong vị đàn ông trưởng thành chứ không giống sinh viên năm nhất được. Kim Bum trẻ hơn tuổi thật nhiều, nhưng mà làm sinh viên năm nhất thì vẫn hơi cấn cấn. Thực ra Kim Bum mới 31 tuổi, còn khá trẻ so với mặt bằng chung của diễn viên Hàn Quốc. Trên màn ảnh, việc các mỹ nam ngoài 30 vẫn đi đóng học sinh, sinh viên không phải chuyện hiếm. Gần đây, phải kể đến Hwan In-yeop, được biết đến hot boy trường học trong True Beauty. Trước đó, sau 4 năm rời xa màn ảnh nhỏ, Kim Bum đã tái xuất với vai diễn Lee Rang trong phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly. Lee Rang trong phim là nhân vật nửa người, nửa Hồ Ly, em trai của Lee Dong-kwook. Nhưng trái ngược với anh trai, Lee Rang chuyên đi hại người. Anh ta được biết đến là bậc thầy lừa đảo và mưu mô. Nhờ vẻ ngoài đẹp trai và quyến rũ, anh ta mua ước vọng của con người và bán nó đi với giá cực kỳ đắt, đôi khi là tính mạng người.